Vào chiều ngày 25 tháng 8, tại cuộc họp báo thông tin tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lý do thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản đề xuất Bộ Tài chính cho phép bệnh viện tư được thu giá dịch vụ khám và điều trị bệnh nhân COVID-19 là khi chuyển đổi công năng sang điều trị COVID-19, các bệnh viện tư nhân đang rơi vào cảnh rất khó khăn. Vì vậy, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho bệnh viện tư thu phí theo yêu cầu dịch vụ của người bệnh. Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng y tế tư nhân đang đồng hành cùng các cơ sở y tế công lập điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Đến nay, nhiều bệnh viện đã chuyển sang điều trị bệnh nhân COVID-19 toàn phần hoặc một phần. Ông Nam nói thêm, quan điểm của Sở Y tế thì hệ thống công lập và ngoài công lập đều được đối xử như nhau trong công tác quản lý. Theo lãnh đạo Sở Y tế, hiện các bệnh viện tư nhân đang rất khó khăn khi chuyển đổi sang điều trị COVID-19. Nhiều bệnh viện tư thiếu máy thở, thiếu nhân lực và trang thiết bị liên quan hiện đang cần được chia sẻ hỗ trợ để phục vụ người bệnh. Ông Nam chia sẻ rằng, cơ sở y tế ngoài công lập có nhiều đề xuất về việc cho phép thu phí một số dịch vụ, trong đó có những đề xuất hợp lý. Cụ thể, nhiều bệnh nhân COVID-19 nhẹ nhưng muốn được chăm sóc trong bệnh viện tư nhân, được ở riêng một mình một phòng. Do đó, ngoài các gói miễn phí theo quy định sẽ được nhà nước miễn phí hoàn toàn, thì Sở Y tế đề xuất Bộ Tài chính xem xét thông qua các chính sách theo đúng quy định để các bệnh viện tư thu phí điều trị các dịch vụ khám và điều trị theo yêu cầu của bệnh nhân. Tại các cơ sở y tế tư nhân, việc mua sắm thuốc, vật tư y tế cũng như định mức sử dụng, chi phí cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 giữa hệ thống y tế công lập và tư nhân rất khác biệt. Cụ thể, cơ sở y tế tư nhân mua sắm không qua đấu thầu nên giá mua sắm một loại thuốc, vật tư y tế cao hơn so với giá mua của các cơ sở y tế công lập. Cơ sở y tế sử dụng các vật tư như khẩu trang, đồ bảo hộ tại cơ sở y tế tư nhân cũng cao hơn tại các cơ sở y tế công lập. Lương của các nhân viên y tế tại cơ sở y tế tư nhân cao gấp nhiều lần tại cơ sở y tế công lập. Từ thực tế nêu trên, từ ngân sách nhà nước chi trả theo chi phí thực tế phát sinh cho bệnh nhân COVID-19 điều trị tại các cơ sở y tế tư nhân gặp khó khăn. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Bộ Y tế, Bộ Tài chính xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền chấp nhận cho các cơ sở y tế tư nhân được thực hiện dịch vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 theo yêu cầu và được thu giá dịch vụ tương ứng.